Đó, hôm nay mình đi chợ mua mua đồ cho con mình. Mình đi chợ mình mua đồ cho mấy đứa nhỏ nè. Ở đây có ở trong chợ Trường Long nè, có cái đồ chỗ này bán đồ nhiều nhất nha. Mọi người lại mua nè. Đó. Quá trời luôn đồ bộ nè mọi người. Ôi, đồ này nhóc hết trơn nè. Có chị bán đồ dễ thương lắm nãy không? Chị bán đồ cũng rẻ lắm. Vừa chăng ở trong quê, miền quê mình mà. Bộ đó nhiêu vậy chị? Bộ này 200 ngàn bộ nha. Nó nhóc người mua chứ mình giờ này hơi trễ giờ cho nên chiếu sáng là đông lắm đó. Mình vô mình lựa đồ cho, mình hay mua đồ ở đây nè. Oh, đồ bát ngát luôn thấy chưa. Cái chỗ này là bán cái hiệu tên gì vậy chị, có tên hiệu không? Úc Đậm chợ Trường Long. Úc Đậm chợ Trường Long nghe bà chủ nè, xem bà chủ xây qua coi. Đó, chưa bà chủ đó, bà chủ tiệm nè. Dạ. Nó vô ủng hộ chị nghe, đồ chỉ nhiều lắm luôn á. Cái máy bữa nay quay sao nó đắt dữ vậy trời. Bạn á, vô bạn á. Dạ. Đây nè, đồ bao la luôn. Trong chợ quê mà bán đồ nhiều lắm. Cho tao thử nhóc hết trơn nè, coi nó. Để em quay từng cái. Trời ơi, quá trời đồ nhiều luôn, không có tiền mua luôn. Ở chỗ này là những đồ những người lớn tuổi nha. Cỡ mẹ mình 50-60 tuổi là mặc được á. Còn phía dưới đây đồ trẻ. Đồ bộ, đồ he, rồi đồ nít, đồ người lớn. Cái đồ nam luôn kìa. Đồ này cỡ này ba mình mặc được nè. Từ ở đây giá từ rẻ đến cao mà cũng không cao đâu. Chừng khoảng 200 mấy trở lại thôi chứ không có mắc hơn. Thấy chưa, quá trời đồ luôn. Tháng giờ ta thử nè, thảy nhấp cái chân ra chưa có dọn dẹp nữa nè. Đó. Dạ. Đồ quá trời luôn nè. Của Úc Đậm phải không? Tiệm Úc Đậm ở trong chợ Trường Long nha. Có một tiệm, có nhiều tiệm nhưng mà tiệm này là nó bán đồ nhiều nhất luôn nè. Giá bình dân nữa. Mấy cái đầm nè. Tại vì nó mà đây mình quay ngược á, đục cái nó không rõ, nó không sáng chứ phía ngoài đẹp hơn. Cái này trẻ cỡ tuổi như mình nè, cái này là mình mặc được nè. Nhóc luôn nè. Còn đây còn nhiều lắm nè, thấy không? Chỉ bận mà chỉ không còn chỗ treo nữa. Khiếp luôn. Đồ trong quê mày đồ như vậy nè. Cái mạng nó quay kỳ cục quá. Quá trời luôn nè mọi người. Nó còn treo dài dài nữa. Dạ. Đồ quá trời luôn. Đi chợ trễ ra, nếu mà sớm mà người ta mua nhiều lắm, giờ này chợ nó hơi giãn ra rồi. Nè, Úc Đậm nè nha. Trường Long nè, Úc Đậm nè, chuyên quán quần áo mai sẵn nam nữ trẻ em. Quá trời. Nó đẹp không? Quá trời đẹp luôn nha. Lớn lắm đó. Cái này tới mấy lô luôn đó. Tới lô nhỏ nhỏ chỉ thuê tới mấy lô luôn á. Chị bung ra nè. Rồi mọi người đến ủng hộ chị Úc Đậm nha, ở chợ Trường Long. Mình để vô thôi, mình vô mình lựa một vài bộ cho con mình mặc nha. Bye bye mọi người.